Yelin Ajun, chàng trai Tây Nguyên mê các loại nhạc cụ từ khi còn là một cậu bé 7 tuổi. Từ năm học lớp 2, Yelin đã tranh thủ những giờ ra chơi để học trống, rồi những năm sau đó tiếp tục học chơi keyboard, rồi guitar bass, piano. Năm nay, bạn đang là sinh viên năm tư trung cấp thanh nhạc và quyết tâm tiếp tục theo học lên bậc đại học tại Nhạc viện thành phố để trau dồi kiến thức cũng như theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Chim cơ tia bay tới, nghiêng cánh chào đắc rông, bờ lăng khoe sắc thắm, gió đưa Tây Nguyên ta uống nước, một nguồn nước cách mạng, một nguồn nước ba khổ. Ê, hey! Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng, ta nghe trong lòng tôi trên rèm sơn cô đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chi thắm đất nước ơi Tây Nguyên ơi, tôi hát cho dòng sông Bắc Thông luôn chảy xiết, tôi hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ lửa, cho tiếng đàn rình vang vang nhiều bên dòng suối đất nước ơi. Anh xa bay đỉnh núi theo bước đoàn quân đi, qua con sông con suối vẫn nhớ về buôn làng. Cây cơ nìa bóng mát, con suối hát tháng ngày, cờ dài phóng phớt cao. Ê, hey! Xuân về đỏ vai áo cô gái của Trường Sơn, xuân về theo chân bước quân đi rộn ràng, ta nghe trong lòng vui những bước chân Trường Sơn. Tôi hát cho nhà rộng.
cho tiếng đàn mình vang vang như bên dòng suối Đắk Rông ơi, dòng sông thương nhớ nối đôi bờ buồn xuôi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của thí sinh Ijalin Ajun mã số 04 với một ca khúc của nhạc sĩ Tố Hải được mang tên Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về, và đây là một ca khúc truyền thống cách mạng. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo, xin mời. Xin cảm ơn em. Vẫn là một Ijalin Ajun đầy chinh phục những nốt nhạc khó, chinh phục những cảm xúc khó, những cảm xúc mãnh liệt, và chinh phục cả những khán giả khó tính. Em nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả ngày hôm nay. Chúc mừng em. Với một giọng hát trẻ trung, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Và chị chỉ có một nhận xét duy nhất, đó là một sự không hài lòng vì phong cách hát này, giọng hát này mà đi với bộ đồ này. Chị tưởng em hát Oslo Mio chứ khi em mới bước ra. Em nên nghiên cứu kỹ hơn. Đó cũng là một điều quan trọng cho một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Tất cả phải có một sự tổng hòa, nó thống nhất. Và như dù sao, chị vẫn mong muốn rằng, chị hy vọng rằng nếu tiếp tục may mắn bước vào vòng trong, em sẽ cống hiến cho khán giả thêm những điều đẹp mà em đã làm cho cuộc thi này từ đầu đến giờ. Cảm ơn em. Xin chúc mừng em. Hôm nay em đã chứng minh cho khán giả thấy cái sự hân hoan cũng như là cái sức trẻ của chàng trai Tây Nguyên. Chị nghĩ rằng là chị Thanh Thúy cũng đã nói những cái điều góp ý rất là chân tình với em. Còn chị thì chị thấy rằng hôm nay em cũng đã làm được những cái gì em gửi gắm trong bài hát, trong dòng nhạc cách mạng. Xin chúc mừng em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Ijalin Ajun. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19,50. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,50. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 19,50. Và nhạc sĩ Việt Anh 19,60. Quý vị và các bạn thân mến, nếu yêu mến Ijalin Ajun, hãy bình chọn cho bạn ấy, soạn tin nhắn THTH khoảng cách 04 và gửi về tổng đài 8483. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo.